Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em à, thì hôm nay em về cái combo của Hàn Quốc bao gồm có một sạc điện 120V và một pin 4A, hai hàng sale và một cái thân máy ba chức năng. Thân máy này nó có chổi than và combo này giá của nó là 3,5 triệu nha anh em. Pin boss mới, pin mới nha anh em. Pin này sản xuất tại Malaysia và máy mới, sạc mới luôn. Rồi đây nó là HDH181, tốc độ từ 0 đến 500 và từ 0 đến 1.900 vòng trên phút, và nó sản xuất tại Malaysia. Thì boss này boss từ Mỹ về nên điện 120V và tốc độ rất là cao, đầu sách Autolock 13 ly và tốc độ lên đến 1.900, rất là thoải mái nha anh em. Rồi pin này, pin boss này có báo pin, có báo hộp pin luôn. Ok, em sẽ có chức năng búa này đó. Và vành vít nó có đây, nó tới 20 cấp độ trượt lên vành vít này. Lên nữa thì tuột da tay nha anh em. Ok, thì combo này 3,5 triệu. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180 em Tùng.